Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn ghi âm được cho là thâu lại cuộc hội thoại giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên. Theo đó, qua đoạn ghi âm, một số người cho rằng sự việc giữa vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và ông Võ Hoàng Yên còn ẩn chứa nhiều nội tình. Đau khổ thì em quá khốn nạn, em vô cảm. Bây giờ ai nhiều tiền hơn em, ai có hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây? Là vì em làm nát cái tim em và em làm nát cái tim anh. Đúng, em thề anh 100.000 lần cái nghiệp bây giờ em đi. Mỗi lần mà em nghĩ ra anh tin luôn. Người em cuồng cuộn như là ai xúi giục em, ai làm một cái điều gì mà em phải điên loạn lên vì anh. Trời ơi, nó kinh khủng lắm. Bây giờ em biết rồi, có những lúc như vậy em chỉ có đi đốt ngang là em nhẹ xuống thôi. Trời ơi, đụng vô những con người như anh chỉ có sống với chết thôi, không có thể nào đâu. Tôi có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói ghê vậy chị hai. Còn gì nữa, anh điên loạn gì anh. Em nói với anh nha, cả một cuộc đời em á, đúng chị anh làm em điên loạn. Anh tin không, có những lúc em thờ thẫn em không phải là em luôn. Anh có biết không, đến nỗi mà em lạng quạng, em không biết em làm cái gì luôn đó anh. Em thề với anh luôn. Gì đâu, có chuyện gì đâu, tôi có làm gì chị hai đâu, chị hai đổ thừa tôi. Không phải, mà cái đầu em cứ nghĩ á, tự cái tâm của em nó bấn loạn. Cái lòng em nó loạn, anh biết, cái tâm em nó không có bình yên à. Tự nhiên gặp tôi không mình riêng là đối thừa tôi à? Không, em không đối thừa anh. Nhưng mà đụng vô anh thì nó phải vậy đó anh. Cái ông Hồng Kông nói với em á, đụng vô anh á, mà không có phước, không điên loạn á, thì cũng chết. Cái gì ghê, không lẽ tôi bị ma chướng ai gì? Không phải đâu, anh là một con người có sức mạnh rất là lớn. Anh rất là, cái bề của anh rất là dày. Nói về vấn đề tâm linh á, đụng vô anh á, thì chẳng hạn là đập đầu vô đá đó. Ông đã nói với em rồi, chỉ có em á, mới làm cho anh tốt được. Mà chỉ có em á, mới phải là kéo anh đi được. Mà em không làm được thì là cái phước của anh không có. Anh có tin không? Chưa bao giờ em như một con điên anh. Em như một con điên anh đâu, anh đâu có biết đâu. Em thẫn thờ, em không biết em làm cái gì luôn. Anh đâu có làm gì em đâu. Đụng vô anh từ chết tới bị thương thôi anh. Trời ơi, gì đâu, tôi chỉ thích tu hành, đâu có làm gì đâu mà tôi chết bị thương. Nói nghe tội cho tôi. Chị không hai kỳ đâu. Cái số mạng anh nó quá lớn. Cái mạng anh nó lớn lắm. Không phải ai cũng đụng vô anh được đâu. Vậy tại sao anh đi mười mấy năm không, anh không yêu một người nào đi? Tại sao anh không có tình cảm với một người nào đi? Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 2 tháng 3, tại trụ sở Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất về chuyện ông Yên bị vợ chồng ông Dũng tố cáo lừa đảo tiền cứu trợ xây chùa. Đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, cũng đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, bà Hằng cũng gặp gỡ báo chí, tiếp tục thông tin về vụ việc. Bên cạnh việc vợ chồng ông Dũng Lò Vôi tố cáo thần y tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, một số người đã lên tiếng tố cáo và cho rằng mình cũng từng là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.